Cầu Bạch Đằng là một cây cầu bắc qua sông Bạch Đằng trên tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, nối liền hai tỉnh thành Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những cây cầu giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong tổng thể mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam kết nối tới những vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc nước ta. Đây là cây cầu dây văng lớn nhất cả nước và đứng thứ 3 trong số 7 cây cầu dây văng có nhiều nhịp nhất thế giới với 4 nhịp dây văng. Cầu là điểm cuối của đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Cầu Bạch Đằng có chiều dài 5,4 km, rộng 25m, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn, vận tốc thiết kế tối đa là 100 km/h. Cầu có kết cấu vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép, bê tông dự ứng lực tĩnh không thông tuyến của cầu rộng 250m.